Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 2, tức ngày 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Quý vị thân mến, chỉ còn ít ngày nữa, chúng ta sẽ kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày của công nhân viên chức người lao động trên cả nước. Hy vọng rằng quý vị sẽ tận dụng những ngày nghỉ lễ Tết cuối cùng này để cùng sum họp bên gia đình, người thân và bạn bè, trao cho nhau những lời chúc an lành, hạnh phúc trong ngày đầu xuân năm mới. Và sau ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh ta cũng như trên khắp cả nước sẽ có nhiều hoạt động lễ hội đầu năm được tổ chức với những ý nghĩa lịch sử và phong tục tập quán khác nhau. Điểm chung của các lễ hội đều được tổ chức với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Các lễ hội ngày 5 Tết. Hội Gò Đống Đa. Hội Gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày 5 Tết Nguyên đán tại Gò Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là lễ hội chiến thắng được tổ chức để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung, người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Trong ngày hội có nhiều trò chơi vui khỏe thể hiện rõ tinh thần thượng võ. Trong đó, trò rước rồng lửa Thăng Long được cho là độc đáo nhất. Cửa đình làng Khương Thượng từ tinh mơ đã mở rộng, khói hương lan tỏa, trước đình treo một lá cờ lớn chào mừng ngày hội của cả làng. Hơn 200 năm trước, nơi đây là một chiến trường đẫm máu. Đêm mùng 4, dạng mùng 5 Tết Kỷ Dậu, đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy, khiến tên thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử tại đây. Gò Đống Đa đã trở thành một di tích lịch sử vẻ vang của nhân dân ta kể từ đó. Đồng thời còn là một chứng tích về sự thất bại nhục nhã của kẻ thù phương Bắc xâm lược. Vào buổi sáng ngày hội, các vị chức sắc và bô lão trong làng đã tề tựu đông đủ, chuẩn bị cho đại lễ. Đến gần 12 giờ trưa, từ đình làng Khương Thượng đến Gò Đống Đa, người ta tiến hành đám rước thần mừng chiến thắng. Đám rước dài, rực rỡ sắc màu trông rất đẹp mắt, diễu hành chậm rãi, trật tự để cho dân chúng có thể chiêm ngưỡng tỉ mỉ bức tượng hoành tráng của lễ hội. Từ sau ngày giải phóng thủ đô, lễ hội Gò Đống Đa được coi là ngày hội Đống Đa truyền thống, trở thành quốc lễ. Do đó, hàng năm, các vị lãnh đạo đại diện cho Đảng, Nhà nước ta đều tới dự và chủ trì mọi nghi thức của lễ hội. Quốc kỳ và cờ của ngày hội thi nhau bay phấp phới như chào đón du khách muôn phương. Nằm đối diện với gò là chùa Đồng Quang cũng tỏa hương khói nghi ngút, tấp nập kẻ ra người vào. Tay chùa, các sư làm cháo, cúng lên cô hồn của quân giặc như một hành động nhân nghĩa truyền thống của đạo đức nhân dân ta. Còn trước tượng vua Quang Trung, nhân dân cũng tới dâng hoa và tưởng niệm rất đông. Sau những nghi thức trang trọng là đến các trò chơi và biểu diễn nghệ thuật dân gian như múa lân, múa rồng, đấu Phật, cờ người, trọi gà. Quê hương của vua Quang Trung Nguyễn Huệ là ở quận Bình Khê, tỉnh Bình Định. Ở đây, nhân dân cũng xây nhà thờ ba anh em, nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Hàng năm, cũng vào ngày Tết Nguyên đán, mùng 5, nhân dân mọi nơi lại đổ về đây dâng cúng hương hoa để bày tỏ lòng biết ơn tới những anh hùng nghĩa sĩ và ôn lại những trang sử vẻ vang, đỗi tự hào của dân tộc. Họ còn tổ chức các cuộc thi đầu võ, côn quyền, đánh trống rất đặc sắc. Đặc biệt, tham gia các cuộc đầu võ không chỉ có nam giới mà còn có cả nữ giới, nên hội càng thu hút đông khách tham quan. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin được khai thác tối đa nhằm chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển nền kinh tế. Do đó, các lĩnh vực ngành nghề đã từng bước được số hóa, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2022, ngành điện đã và đang đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, quản lý vận hành hiệu quả lưới điện, cung cấp điện năng, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong năm 2021, Công ty Điện lực Cao Bằng đã cụ thể hóa 8 nội dung trong công tác chuyển đổi số mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đưa ra, gồm số hóa dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, tương tác trên không gian số, áp dụng công nghệ mới, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng, đảm bảo chuyển đổi, an toàn thông tin, đào tạo nguồn nhân lực và truyền thông, nâng cao nhận thức đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công ty đã xây dựng và triển khai kế hoạch nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị, tổ đội sản xuất, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ như viễn thông, ngân hàng, thông tin và truyền thông, hoàn thành tích hợp cung cấp điện trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực,
kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan đơn vị trực thuộc, quan tâm phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng như thanh toán điện tử, hạn chế sử dụng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đơn vị trực thuộc thành lập các tổ chức năng theo từng giai đoạn thực hiện lĩnh vực chuyển đổi số như tiêu chuẩn hóa ứng dụng dữ liệu hiện trường, chuẩn hóa hợp đồng mua bán điện, làm sạch dữ liệu phần mềm, theo dõi thu thập dữ liệu đo xa, cải tiến quy trình quản lý, vận hành hệ thống lưới điện, tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp. Cùng với đó là đầu tư xây dựng 24 công trình điện mới, khởi công, đóng điện 20 công trình, chú trọng và thực hiện tốt phần mềm quản lý đầu tư, khai thác các chức năng, công cụ quản lý, theo dõi, xử lý các công việc theo quy trình, đảm bảo tính chính xác. Các công trình viễn thông đầu tư hoàn thành đồng bộ và đi vào hoạt động đã nâng cao độ ổn định cung cấp điện, điều hành lưới điện theo xu hướng hiện đại hóa, tự động hóa, điều khiển xa, linh hoạt. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng đầu tư hạ tầng, triển khai các chương trình số hóa theo nấc bước, đúng tiến độ, phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình vận hành hệ thống lưới điện, áp dụng các phần mềm có tính năng ưu việt và tiện ích cao nhằm cắt giảm chi phí vận hành sản xuất, nâng cao được chất lượng cung cấp điện cũng như phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp đáp ứng với yêu cầu thời kỳ công nghệ số. Kết thúc năm 2021, công ty đã hoàn thành chuẩn hóa 1.768 trên 1.768 trạm biến áp, đạt 100% kế hoạch, chuẩn hóa thông tin và số hóa hồ sơ nhân sự cán bộ công nhân viên. 96% cán bộ công nhân viên được cấp tài khoản truy cập và xử lý văn bản trên Office, 99% văn bản đi đến được số hóa và lưu chuyển trên Office. Đến hết tháng 12 năm 2021, số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 62%, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 90,76%, cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 97%, tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp 4 đạt 89,78%. Áp dụng công nghệ mới, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là tự động hóa lưới điện trung áp, trạm biến áp không người, trực kỹ thuật số, chăm sóc khách hàng tự động, đo xa, ứng dụng camera, flycam trong công tác kiểm tra định kỳ, dò tìm sự cố trên lưới điện, phát hiện các khiếm khuyết, sự cố để nhanh chóng lập phương án khắc phục, giảm thiểu thiệt hại, tiết kiệm thời gian và nhân lực, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cho đến thời điểm này, số lượng công tơ đo xa toàn tỉnh đạt 80.462 công tơ, chiếm tỷ lệ 55,1%. Tỷ lệ thu thập dữ liệu đo xa đạt 88,2%. Với những bước tiến trong chuyển đổi số, năm 2021, công ty đã cung ứng 514 triệu kWh điện. Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 4,23%, giá bán điện bình quân 1.835 đồng trên 1 kWh. Doanh thu đạt 943 tỷ đồng, cấp điện mới được 2.549 hộ, nâng số hộ sử dụng điện lưới quốc gia toàn tỉnh lên 121.022 hộ, đạt tỷ lệ 93%. Có 94 trên 130 xã đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới, đạt hơn 67%. Hỗ trợ giảm hơn 3,9 tỷ đồng tiền điện cho 272 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Điểm nổi bật là khi ứng dụng công nghệ số trong các khâu không những nâng cao chất lượng cung cấp điện năng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội mà còn khắc phục hiệu quả các tình trạng mất điện cục bộ, xử lý nhanh các sự cố về điện do thiên tai gây ra, giảm thất thoát nguồn điện năng và bảo đảm an toàn cho người sử dụng điện. Có thể nói việc chuyển đổi số đã làm thay đổi đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, giúp ngành điện nâng cao năng lực quản trị nội bộ, tối ưu hóa chi phí, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Việc cung cấp điện được đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định, đảm bảo rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng của khách hàng trên địa bàn tỉnh. Bước sang năm 2022, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam có lấy chủ đề của năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Thì kế thừa những cái thành công của năm 2021, thì để phát huy tốt hơn những cái thành công đó, thì Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ tập trung vào công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, làm sạch các dữ liệu về lưới điện trên cái phần mềm quản lý lưới điện và trên bản đồ. Cái thứ hai thì chúng tôi sẽ khai thác và vận hành tốt các cái quy trình đã được số hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cái thứ ba thì chúng tôi sẽ
tăng cường cái tương tác với lại các ngành cũng như là với khách hàng trên không gian số, như là việc đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tiếp tục giữ vững và phát huy thêm cái dịch vụ điện cấp độ 4 và cũng như là các cái nội dung trao đổi công việc trên hệ thống văn phòng số D-Office. Thì để thực hiện được cái nội dung này thì công ty Điện lực Cao Bằng sẽ tập trung vào một số các cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên để cán bộ công nhân viên nắm được những cái mục tiêu, chiến lược cũng như là hiệu quả của cái công tác chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cái thứ hai thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu để mà phục vụ tốt nhất trong các cái nội dung này. Thì cũng báo cáo với chị thì với mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng ra là đến tháng 12 năm 2022 thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ cơ bản chuyển đổi số thành công trong tất cả các lĩnh vực. Thì trong năm 2022 này, công ty Điện lực Cao Bằng sẽ tập trung vào cái công tác số hóa các cái quy trình về quản lý kỹ thuật vận hành và từng bước sẽ hiện đại hóa lưới điện và tiến tới xây dựng lưới điện thông minh. Cùng với sự quyết tâm và các giải pháp đưa ra, hy vọng năm Nhâm Dần 2022, ngành điện tiếp tục có những bước đột phá mới trong quản lý vận hành lưới điện, trở thành doanh nghiệp tiên phong về ứng dụng công nghệ số ở địa phương, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức cung cấp điện theo hướng hiện đại, tiện ích, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2021 là năm Cao Bằng đối diện với nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đổi mới linh hoạt, khoa học, hiệu quả, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều quyết sách kịp thời sát thực tiễn, qua đó góp phần tạo nên thành công trong thực hiện mục tiêu kép, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và bộ máy chính quyền địa phương. Ngay sau khi kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã ban hành ngay nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ. Trong đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương thức tổ chức thực hiện, có sự phân công nhiệm vụ cho thường trực, các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Đồng thời, quyết định ban hành nội quy kỳ họp, cụ thể hóa tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong năm 2021 thì có rất nhiều cái việc đặt ra để thường trực Hội đồng Nhân dân rồi là các ban Hội đồng Nhân dân cần phải giải quyết trong năm. Xác định là một cái năm quan trọng, cho nên là ngay từ những ngày đầu tháng đầu thì thường trực Hội đồng Nhân tỉnh cũng đã có các cái chương trình kế hoạch để mà tổ chức thực hiện các cái công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Theo đó thì thường trực Hội đồng tỉnh đã có cái sự chủ động, linh hoạt để mà thực hiện các cái công việc cũng như là phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan chức năng liên quan như là Ủy ban Nhân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan khác để thực hiện được những cái việc mà đã dự kiến sẽ phải thực hiện trong năm 2021. Trong năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo điều hòa phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công 8 kỳ họp. Tại mỗi kỳ họp, công tác điều hành có nhiều đổi mới, linh hoạt, hiệu quả. Chủ tọa điều hành theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, định hướng nội dung, lĩnh vực để đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm. Để tham mưu giúp việc và phục vụ hoàn thành các chương trình kế hoạch công tác đồ sộ trong năm 2021 vừa qua. Trước tiên phải khẳng định, văn phòng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, trung thực, tận tụy, chu đáo, hết lòng vì nhiệm vụ chung. Thứ hai là áp dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động. Ví dụ như là văn phòng đã có quy định là bắt buộc mọi cán bộ, công chức phải áp dụng triệt để công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ. Như là nếu như cán bộ mà trình văn bản không đúng quy trình
thì lãnh đạo không duyệt, không ký. Đặc biệt thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp không giấy, thì qua phần mềm thì các đại biểu đã nhận được cái tài liệu sớm hơn, kịp thời hơn, và đại biểu do vậy mà đại biểu đã có nhiều cái thời gian nghiên cứu và có thể cho ý kiến trực tiếp qua cái văn bản đã nhận được gửi lại theo phần mềm. Đồng thời thì áp dụng cái kỳ họp không giấy còn giảm rất là nhiều chi phí cho văn phòng, đặc biệt là chi phí về văn phòng phẩm, chi phí về công sức in ấn. Thứ ba nữa là sáng tạo trong tham mưu tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất là phức tạp, thì văn phòng đã tham mưu áp dụng tiến bộ của công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, như là tổ chức kỳ họp trực tuyến, cuộc họp thẩm tra trực tuyến, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng trực tuyến và qua hình thức lấy phiếu xin ý kiến. Ngoài ra thì nhận thấy việc cung cấp thông tin trên Internet phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì đã đem lại cái tiện ích và hình thành nhịp cầu trực tuyến giữa cơ quan dân cử với lại cử tri, với nhân dân. Thì văn phòng đã tham mưu đưa các nội dung hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng trên cổng thông tin điện tử của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch thứ tư vừa qua, khi cả nước mở cửa thích ứng với dịch COVID-19, Cao Bằng ghi nhận những ca mắc COVID-19 đầu tiên. Trước bối cảnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành một nghị quyết tổng thể và hai nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Sự đồng hành của cơ quan dân cử địa phương cùng với sự ủng hộ, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng giúp tỉnh kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. Những kết quả trên in đậm dấu ấn của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong năm 2021 ấy, thì chúng tôi đã tổ chức trên 20 cuộc họp, phiên họp Thường trực Hội đồng tỉnh để giải quyết các cái đầy đủ các cái nội dung do Ủy ban tỉnh trình hoặc là xin ý kiến. Thì những nội dung đó khi mà được đưa ra các phiên họp ấy thì cũng được trao đổi, thảo luận và yêu cầu lãnh đạo Ủy ban tỉnh cũng như các cơ quan chuyên môn của Ủy ban tỉnh là giải trình làm rõ đầy đủ các nội dung liên quan trước khi mà Thường trực Hội đồng tỉnh có ý kiến kết luận và có ý kiến phúc đáp bằng văn bản. Do vậy là những cái nội dung mà chúng tôi đã đưa ra các cái phiên họp của Thường trực Hội đồng tỉnh trong năm 2021 ấy thì chúng tôi tự đánh giá rằng là thứ nhất là đã giải quyết kịp thời về mặt thời gian. Thứ hai nữa về mặt nội dung ấy thì chúng tôi cũng cho rằng là Thường trực Hội đồng tỉnh đã cho những ý kiến rất là đầy đủ, phù hợp thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để những cái công việc đó là vừa mặt thời gian là đảm bảo nhưng mà về mặt nội dung cũng đảm bảo chất lượng để mà tổ chức thực hiện được trên địa bàn của tỉnh trong năm 2021. Bên cạnh giám sát thường xuyên, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề trực tiếp có trọng tâm, trọng điểm. Phương thức giám sát linh hoạt kết hợp giữa giám sát, khảo sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo để đánh giá toàn diện và sát thực. Qua giám sát đã đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp. Các kiến nghị sau giám sát được thực hiện khá nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân đã khắc phục những mọi khó khăn, lựa chọn hình thức giám sát một cách linh hoạt, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong năm thì đã thực hiện triển khai được 7 cuộc giám sát và 2 cuộc khảo sát liên quan đến các lĩnh vực về cấp giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất, và thực hiện 2 cuộc khảo sát, đó là khảo sát về thực hiện cái nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập các cái đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Với những nội dung giám sát đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tập trung vào những vấn đề nóng, vấn đề khó liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của những nhân dân. Vì vậy, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh luôn được quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện, nâng cao hiệu quả, đánh giá chính xác, khách quan, kịp thời việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kiến nghị và đưa ra các giải pháp để các cấp, các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Phát huy những kết quả trên, với sự quyết tâm, kiên định, mục tiêu đổi mới, linh hoạt, khoa học, hiệu quả trong hoạt động, năm 2022, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng hiệu lực, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chuẩn bị các nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết tại các kỳ họp. Đồng thời, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát năm 2022 của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo khoa học, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Mặt khác, tăng cường vai trò trách nhiệm của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp công dân. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan trung ương và tỉnh ủy Cao Bằng. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường tổ chức các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp, hướng dẫn các hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã theo quy định. Trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao trong thời gian tới, thì tập thể cán bộ, công chức, người lao động của văn phòng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc phục vụ đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như là phục vụ lãnh đạo đoàn, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo hướng là quy chế hóa, quy trình hóa, kế hoạch hóa, tin học hóa và tiêu chuẩn cán bộ hóa. Thế để làm được cái điều đó thì văn phòng đã và sẽ thường xuyên rà soát, xây dựng các cái quy định, quy chế của nội bộ văn phòng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện họp không giấy, áp dụng trong cả hoạt động của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, áp dụng kỳ họp không giấy tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, và đồng thời cũng gửi nhận xử lý văn bản tại cơ quan văn phòng của Hội đồng Nhân dân tỉnh, để xây dựng cho Đảng bộ văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức văn phòng là đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng tôi tin tưởng rằng với những cái nội dung mà đã thực hiện được trong năm 2021 nêu trên ấy, thì sẽ là những cái tiền đề, là những căn cứ để cho hoạt động của Hội đồng tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có những kết quả tốt đẹp theo đúng các cái chức năng thẩm quyền của luật tổ chức chính quyền địa phương cũng như là các quy định khác của pháp luật, cũng như là khẳng định cái thẩm quyền rồi là cái chức năng theo luật định của Hội đồng tỉnh với cái việc là cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Bằng các giải pháp đồng bộ toàn diện, tin rằng với sự nỗ lực trách nhiệm cao của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ được nâng lên, tiếp tục khẳng định rõ vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Thưa quý vị, vào dịp Tết nhiều người thường ăn uống không đúng bữa, bỏ bữa, ăn quá nhiều thực phẩm dầu mỡ, bánh kẹo ngọt,
uống quá nhiều rượu bia, chất kích thích là những nguyên nhân ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Vì vậy, cách nào để bảo vệ hệ tiêu hóa của chúng ta trong dịp Tết, các chuyên gia sức khỏe đã có những tư vấn cụ thể. Cẩn thận với viêm tụy cấp, xơ gan do rượu. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Trường Khanh, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vào dịp Tết thường gặp hai bệnh chính là bệnh viêm tụy cấp do rượu và xơ gan do rượu, biến chứng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt khiến bệnh nhân phải nhập viện. Trong những ngày Tết, khi đi chúc mừng năm mới, mọi người thường chúc nhau chén rượu đầu xuân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân nhập viện nhiều nhất. Nhiều trường hợp, bệnh nhân nghiện rượu đã bị xơ gan, viêm gan. Rồi vào dịp Tết, họ dễ quá chén, nghiện lại. Đây là điều rất nguy hiểm. Kể cả chọn loại rượu bia không tốt, nếu sử dụng liều lượng lớn, vẫn rất có hại. Bình thường trong rượu, ethanol không gây tổn thương gan nếu lượng không quá nhiều. Nhưng phần lớn ethanol qua gan chuyển hóa thành axit dehy, đây chính là chất gây độc, kể cả rượu được sản xuất trên dây chuyền của nhà máy. Điều này lý giải vì sao kể cả uống rượu vang hay whisky, bia kéo dài vẫn gây xơ gan giống như nhau. Phần lớn bệnh nhân xơ gan nặng chuyển vào còn tình trạng nhẹ, thì ở các bệnh viện khác, khi chuyển vào khoa tiêu hóa của Bệnh viện Bạch Mai, thì tình trạng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt. Ăn uống thế nào để tránh bệnh bùng phát? Vào dịp Tết, chúng ta thường ăn uống không đúng bữa, bỏ bữa sáng và ăn nhiều bữa trong ngày hoặc cả ngày chỉ ăn một bữa. Điều này liệu có ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho rằng, với kiểu ăn uống không ra bữa và chất lượng bữa ăn thay đổi thường gây nên vấn đề gọi chung là rối loạn tiêu hóa ở người lớn. Với các bệnh mãn tính đang âm thầm tiến triển thì dịp Tết dễ tiến triển bộc phát, hay gặp nhất là vấn đề cao huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu. Đến thời điểm này, tiến triển do vấn đề ăn uống, đường máu tăng lên, mỡ máu cũng vậy, những bệnh dạ dày, trào ngược dạ dày, chưa kể thêm rượu bia sử dụng trong dịp này nhiều. Theo Phó Giáo sư Ninh, ngày Tết khó từ chối uống rượu, nhưng nên chọn loại rượu có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tránh tạp chất gây ảnh hưởng sức khỏe. Không nên uống nhiều, uống xong cần uống cốc nước lọc để đủ đào thải nhanh hơn. Cần ăn chút tinh bột, chất đạm để quá trình hấp thu của rượu chậm hơn, đỡ say hơn. Nếu để bụng đói, cồn cào thì sẽ hấp thu nhanh hơn. Ăn thêm một vài loại hoa quả như bưởi, cam làm hãm quá trình hấp thu của rượu. Cũng có thể uống một vài loại nước mát gan thải độc của đông y. Với những người vốn có bệnh đường tiêu hóa như bệnh dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, đại tràng, hội chứng ruột kích thích, ngày Tết ăn uống đi lại cũng là yếu tố gây nhiều triệu chứng khó chịu ở những người mắc bệnh này. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tiết chế trong ăn uống, đừng ăn quá nhiều đến mức không thể chịu được, hạn chế ăn các nhóm kích thích như cay chua, thực phẩm lên men, rượu bia. Nên ăn món mềm, dễ tiêu hóa, không ăn món cứng quá, nhiều xơ. Cần ăn đúng bữa, đừng để đói quá, dạ dày tiết axit gây đau. Ngoài ra yếu tố tinh thần cũng quan trọng, tránh căng thẳng để bệnh không nặng thêm. Chỉ anh hỡi ta cùng xây trên xuân đầu.
trên phố, nao nức bao niềm mong chờ. Xuân sang mây thêm mau mới, trẻ thơ mừng vui hơn. Bài hát Khúc Xuân với giai điệu vui tươi sẽ thay cho lời kết của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.